Chương trình lễ hội ẩm thực đường phố mang tên Hương vị thành phố Annadel hôm 21 tháng 9 đã diễn ra tại trung tâm thành phố Annadel, tiểu bang Virginia, nằm cách thủ đô nước Mỹ gần 30 phút lái xe, thu hút đông đảo cư dân địa phương và du khách tới tham dự. Khách tham quan được trải nghiệm rất nhiều đặc sản ẩm thực Á Châu khác nhau, từ các món ăn truyền thống của người Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam. Tại lễ hội vốn tô điểm sự đa dạng về văn hóa của các cộng đồng sắc dân cùng sinh sống trong vùng. Hôm nay tôi tới đây vì tôi làm việc ngay gần khu vực này. Một nhóm bạn bè đồng nghiệp đã rủ tôi tới đây. Đây là một cơ hội hiếm có để bạn có thể thưởng thức rất nhiều đặc sản ẩm thực Á Châu khác nhau. Đây cũng là cơ hội để các cộng đồng cùng tới với nhau, chia sẻ và có thể giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều khía cạnh. Riêng tôi thì đã có một bữa trưa tuyệt vời. Dịp này năm sau, tất nhiên tôi và bạn bè sẽ lại tới nữa. Các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng từ nhiều năm nay thường xuyên tham gia chương trình lễ hội này với các tiết mục trình diễn văn hóa văn nghệ được thực hiện bởi các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Ngoài ra còn có một số quầy hàng lưu niệm và quầy bán đồ ăn giới thiệu một số món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở, bánh mì thịt nguội hay cà phê sữa đá Việt Nam. Một số đoàn múa lân của các bạn trẻ gốc Việt cũng thường xuyên tham gia, tạo thêm sự sôi động cho chương trình lễ hội đặc biệt này ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Em nghĩ đây là một chương trình rất thú vị. Nó khiến cho các cộng đồng cùng sinh sống trong vùng thấy gần gũi nhau hơn. Đồng Việt Nam, những đứa trẻ mới lớn lên muốn tìm hiểu về cái culture của nước mình, những cái tà áo dài, những cái nón lá, biểu diễn những miền quê, đem tới những giọng ca, những điệu múa ca vàng, đem tới cộng đồng Việt Nam cho toàn thế giới, thì Tina rất là vui và Tina rất vui để hợp tác với các em để đem tới những gì tốt đẹp của nước Việt Nam mình tới quảng bá cho cộng đồng. Thành phố Annadel được nhiều cư dân địa phương gọi là phố Hàn ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ bởi nơi này tập trung các cơ sở thương mại, nhà hàng và quán cà phê theo phong cách Hàn Quốc. Vì thế mà ẩm thực Hàn Quốc là một điểm nhấn quan trọng trong chương trình lễ hội ẩm thực đường phố Hương vị Annadel với các loại thịt nướng, rau củ quả tẩm bột chiên hay các loại cơm cuốn và cá mực tươi nướng. Đây là một chương trình lễ hội thường niên được tổ chức vào tháng 9, khi tiết trời ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã bắt đầu chuyển thu mát mẻ và các gia đình hào hứng hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoài trời.